Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Tại các tỉnh thành phía Nam, dù chưa đến ngày quốc tang, nhưng rất đông người dân đã đến các tự viện để bày tỏ lòng tưởng nhớ tới vị lãnh đạo vì dân, vì nước, sống một đời ngát hương thơm đạo đức. Có mặt từ sáng sớm tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Kim Long đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dâng lên những nén tâm hương để tỏ lòng thành kính tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tụi em đến rất là sớm, đã 6 giờ đã có mặt ở đây rồi, để dâng hương đăng hoa quả và trang trí bàn thờ của bác, để tưởng nhớ công lao của bác. Bác qua đường quá đột ngột. Và tâm nguyện em là dự định là sẽ đón xe ra ngoài tới Hà Nội để viếng bác và đưa bác về an nghỉ cuối cùng. Chưa thể sắp xếp thời gian, công việc như anh Long, nhiều Phật tử cho biết việc di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt phía sau chính điện chùa Vĩnh Nghiêm đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân bày tỏ niềm tiếc thương, kính trọng tới người lãnh đạo gần gũi với nhân dân. Em rất là hay theo dõi về bác. Những hoạt động của bác làm cho em luôn luôn xúc động và luôn thấy rất là quý trọng bác. Và em cảm thấy mình được lạy dưới bàn thờ bác, em rất là thấy rất là vinh hạnh ạ. Trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Phương Anh đã không thể kìm nén được những tình cảm của mình dành cho tấm gương vì nước, vì dân. Mình thấy bác sống vì dân quá. Nên là mỗi khi mình nhìn thấy bác là mình rất là xúc động. Được biết là chùa Vĩnh Nghiêm có cái nơi này đến thăm hương nên là sáng nay mình tới để thăm hương cho bác. Chùa Vĩnh Nghiêm cũng tổ chức tụng kinh sám nguyện và hồi hướng từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng và từ 3 giờ đến 4 giờ 30 chiều để cầu nguyện người nhẹ gót. Việc làm có ý nghĩa này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung tới vị lãnh đạo trọn đời cống hiến cho dân tộc. Tất nhiên là một người rất đáng kính trọng và được không những nhân dân trong nước mà toàn thể người dân, đảng viên cũng như cả bạn bè thế giới hết sức là nể trọng. Việc này mà được mà đưa lên mà cho mọi người biết thì chắc chắn cái số lượng người mà đến viếng Tổng Bí thư chắc chắn sẽ nhiều hơn. Chùa Vĩnh Nghiêm đã làm được cái việc này thì đây là một điều hết sức là quý trọng. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, trong những ngày này, chùa Song Rông, phường 5, thành phố Sóc Trăng đón nhiều Phật tử đến làm lễ nhập hạ. Dù vậy, bầu không khí như trầm lắng lại khi chư tăng và Phật tử được thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đối với cá nhân Thượng tọa Lý Minh Đức thì đây là mất mát lớn bởi Thượng tọa đã từng vinh hạnh trò chuyện và được Tổng Bí thư nhắn nhủ nhiều điều. Từ khi sư là thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sư được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bác Trọng từng chia sẻ riêng với sư rằng mình là một người tu hành, phải cố gắng vì đạo và dân tộc. Bác còn nhắn nhủ, mình phải luôn tích cực, phấn đấu, không được mê muội, phải quan tâm đến đồng bào Khmer nhiều hơn, bởi đồng bào Khmer còn nghèo. Có thể nói, rất hiếm tìm được người như bác Trọng. Trong tháng 3 vừa qua, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức học tập tuyên truyền cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 125 điểm cầu trong tỉnh, nên có nhiều cán bộ và nhân dân lĩnh hội. Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc được mọi người lan tỏa sâu rộng. Đồng bào Phật tử Khmer rất là thương tiếc. Từ trước tới giờ, mọi người luôn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi bác luôn có đóng góp với nhà nước, ngay từ ban đầu là lãnh đạo quốc gia. Đặc biệt, bác là nhà lãnh đạo ưu tú trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng từng vinh dự đón cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc, gợi mở nhiều định hướng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tại địa phương. Đối với đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, tư tưởng và trí tuệ của cố Tổng Bí thư sẽ là tấm gương sáng về lối sống giản dị và tận tâm cống hiến cho đất nước.